Bây giờ mẹ đi rửa phòng xong rồi mẹ mẹ gọi cho con với Mon ăn nha. Bây giờ con đi vô phòng con gọi Mon nha, được không? Nào, con vô đi gọi Mon đi, đi đi, hai cháu. Bi ơi, Mon ơi, ra đây nào. Xong chưa con? Ăn à, em đây nào. Lâu thế nhờ. Cô Bi ơi, Mon dậy chưa con? Ẵm em ra đây nào. Mon cũng ngon lắm. Để với chị cô Bi đi mua trái cây nè. À, Bi lấy cho mẹ cái dĩa nào, để bếp á, đi đi. Mẹ cho Bi này, Bi giỏi á, mẹ cho Mo luôn nha. Đây, cho Mo này. Rồi đợi mẹ nha. Để mẹ gọt xong rồi ta cùng ăn nhé. Rồi hai em ngoan đợi mẹ nào. Bi thấy mẹ mua ngon không? Ừ. Được rồi, đợi mẹ chứ. Em không đợi mẹ à? Đây, cho Mon này. Chị Bi ăn để cho Mon đấy. Đây, mẹ cho Bi. Rồi, Mon ngồi đây. Ăn hết rồi gọt nữa nhé. Ừ.
ngon bê ngọt ngọt. Cho mẹ miếng, đây cho mẹ, cho mẹ nào. Không cho lại còn xoay lên đi đấy chứ. Ngon không? Ừ, ngon không? Món này nhà ngủ ngủ có ngon không? Nhớ mẹ không? Ăn hết thì mẹ lại gọt nữa nhé. Cái chị Bi ăn ngon thế. Ngon lắm hả Bi? Bi thấy em Mon ăn từ tốn không? Phải trừ phần cho em Mon với. Bi lấy cho mẹ một cái nào. Bi lấy cho mẹ một cái, nhanh lên. Lấy mẹ một cái nhanh lên. Đưa đây. Đưa mẹ. Để cho Mon nha, còn con cho con cái này nha. Rồi cho Mon nè. Mon ăn giỏi quá. Chị Bi cùng mẹ đi chợ mua mua về đấy. Có ăn nữa không? Ăn nữa lấy mẹ gọt cho. Con lấy mẹ gọt cho. Ôi trời, ăn quả này hả? Gọt nhá. Thôi mẹ miếng mẹ gọt cho. Ôi trời ơi. Nịnh quá đi thôi. Ố. Rồi má ngồi ăn đi, để mẹ gọi cho chị Bi ăn cái nào. Bữa sau mẹ đưa cả hai chị em đi chợ luôn nha. Đây cho Bi này. Con ăn nhanh lên con. Chị Bi là có khi làm food vlogger ăn được ấy, cô Bi ạ. Ăn rất là ngon nha. Bi ăn rất là ngon mà âm thanh rất là cuốn luôn á Bi. Giống như mấy video mà Bi hay xem á. Con ăn nữa không con? Ừ. Ăn nữa không? Mẹ cho nhé, không mẹ biết. Đứa nào cũng giỏi nịnh hết á. Nè. Con ăn được không Mon? Ừ. Nít Mon đi chơi rồi. Ố. Đi chơi hả? Ố chứ, ố chứ. Em Mon mình không ăn nữa rồi đó. Em Mon no rồi đó. Bi ra chưa? Bi là mẹ thấy dấu hiệu cũng no rồi đó, đúng không? Đi ngồi đây, Bi ngồi đàng hoàng lại nào, Bi ngồi đây mẹ. Vào đây để cho em ăn. Ngồi lên đây. Cho hai chị em chắc là no lắm rồi đấy. Ăn không hào hứng nữa rồi. Đúng không?